À vâng, lời nói đầu tiên anh Tuấn xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và xin chúc hai anh chị Ngọc Linh và anh Tuyết trong năm hạnh phúc. Và sau đây xin gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Giận Mà Thương sáng tác của Ngọc Thịnh. Cũng chỉ để thương thế.